Rồi, xin chào bạn con. Hôm nay thì sẽ trình bày lại cho chúng ta một cái vấn đề quan trọng trong phần toán lớp 6 liên quan với phân số. Đó chính là bài toán số 1 của phân số. Người ta đặt tên đây là bài toán số 1. Nhá, bài toán số 1 của phân số. Nội dung của nó là gì? Đó là tìm phân số của một số. Bạn con đọc kỹ và nhớ. Tìm phân số của một số nhá. Đấy. Ví dụ người ta bảo tìm 2 phần 3 của 12. À, bạn con đọc đi, 2 phần 3 của 12. Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa dài dòng ra là hãy chia 12 làm 3 phần rồi lấy 2 phần. Đây là cái ý nghĩa cụ thể nhất. Như hồi tiểu học bọn con học, chia một cái số làm 3 phần rồi lấy 2 phần thì như vậy người ta gọi là 2 phần 3 của số đó. Đúng không nào? Đây, số 12 thầy chia làm 3 phần. Sau đó lấy 2 phần. Thì như vậy người ta gọi cái phần lấy này này là 2 phần 3 của 12. Thế 12 mà đem chia làm 3 phần thì mỗi phần được 4. Vậy 2 phần thì tương ứng là bằng 8 đơn vị nhá. Thế và chốt cho thầy ở đây cái công thức mà chúng ta cần nhớ, cần thuộc vào trong đầu để làm bài tập. Mỗi khi mà cứ đặt thấy cái câu này 2 phần 3 của 12 thì bọn con hãy thay cho thầy chữ của này bằng dấu nhân nhá. Chốt cách làm là gì? Thay chữ của bằng dấu nhân. Thì bây giờ ta sẽ hiểu thế nào 2 phần 3 của 12 là 2 chấm 2 phần 3 nhân 12. Rồi, chúng ta có thể là lấy 12 chia 3 trước thì sẽ bằng là 2 nhân với 12 phần 3. Kết quả bằng 2 nhân 4 chính là bằng 8. Đây, đúng ý nghĩa chưa? Lấy 12 chia 3 rồi nhân 2. Còn nếu không thì ta làm bình thường 2 phần 3 nhân 12 thì tức là 2 phần 3 nhân với 12 phần 1. Rồi mình nhân tử với tử, mẫu với mẫu là 2 nhân 12 phần 3 nhân 1 thì bằng 24 phần 3. Mà 24 phần 3 tức là 24 chia 3. 24 chia 3 thì bằng 8. Bọn con tính thế nào cũng được, cứ thay cho thầy cái chữ của này bằng phép tính nhân. Ví dụ tiếp theo, ví dụ thầy muốn hỏi 3 phần 4 của 40 thì là 2 chấm, thay chữ của này bằng dấu nhân. Vậy là 3 phần 4 nhân với 40, kết quả bằng 3 nhân 40 phần 4. Kết quả rút gọn 40 cho 4 đi thì còn 3 nhân 10, kết quả bằng 30. Xong. Đúng không nào? Đó. Rồi bọn con tính cho thầy. Ví dụ 2 phần 3 của bao nhiêu nhỉ? 729 đi. Đấy. Là bao nhiêu? Đấy, bọn con tính cho thầy đi xem 2 phần 3 của 729 là bao nhiêu nhá.